Xin chào tất cả anh em đã quay lại với FB Shop ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mang đến cho tất cả anh em cũng như quý vị một sản phẩm vợt mà khá là đắt tiền nhưng mà lại ít được anh em biết đến. Thì như anh em cũng biết là Li-Ning là một trong những hãng vợt thể thao cực kỳ nổi tiếng tới từ Trung Quốc. Hãng vợt Li-Ning thì lại sản xuất ra rất nhiều những cây vợt nổi tiếng dành cho các vận động viên cũng như là người chơi phong trào, cũng như là ở Việt Nam cũng rất là nổi tiếng. Nói chung là Li-Ning rất nổi tiếng. Trong ngành cầu lông thì Li-Ning đã sản xuất ra một cái dòng vợt mà cực kỳ nổi tiếng, đó là dòng vợt Aeronaut. Đấy là tôi đọc chậm một tí nhưng mà đấy là dòng Aeronaut. Thì dòng Aeronaut thì lại cực kỳ nổi tiếng với dòng 9000. Thì như anh em cũng biết là 9000 Aeronaut 9000 thì đang được vận động viên nổi tiếng người Indo là Ginting đang đánh. Để mời anh edit cho quả 9000 vào đây. Tiếp theo nữa đó là cây 9000C. 9000C thì cực kỳ nhiều người thích chơi, kể cả những vận động viên phong trào ở Việt Nam, những người chơi phong trào ở Việt Nam hay là các vận động viên nổi tiếng thì cũng rất nhiều người chơi 9000C. Xin mời đặt nó ở đây. Tiếp theo nữa đó là cây 9000Y. Cây 9000Y thì là một trong những cây mà tôi phải nói thật với anh em là cũng cực kỳ nhiều người chơi. Cây vợt 5U nhẹ, trợ lực, đầu đầm, nói chung là Watanabe cũng đã từng chơi, nói chung là nó màu sắc lại đẹp nữa. Thì xin mời anh edit đặt nó ở đây. Thì có 3 sản phẩm bao gồm 9000, 9000C và 9000Y. Nhưng mà trong bộ sản phẩm 9000 của chúng ta, Li-Ning còn cho chúng ta một cây nữa, đó là cây ít được nhắc tới hơn, đó là cây 9000D. Không biết tại sao mọi người lại ít nhắc tới cây 9000D này. Mọi người lại cũng ít chơi cây này, các vận động viên nổi tiếng ấy. Nhưng mà xin thưa với anh em, Li-Ning đã phân cấp cho chúng ta có cây 9000 là dẻo thiên công, 9000C là một cây vợt cũng là thiên về lối đánh tấn công và nói chung là nó nặng 88g. 9000 và 9000C là 3U, 9000D là 4U, rõ ràng phải dễ chơi hơn rồi, sao mọi người lại ít để ý tới nó nhỉ? Cuối cùng là 9000Y 5U. Thì hôm nay không vòng vo và không nhiều lời nữa, anh em chúng ta sẽ đi tất nhiên là review thì tôi đã review tất cả các dòng 9000 một cách chi tiết rồi, kể cả cái 9000D này. Anh em chúng ta hôm nay sẽ ra sân, lên lưới ra sân để thử xem 9000D có phải là một cây vợt ổn hay không. Chấm điểm em nó, xem em nó có xứng đáng nằm trong túi vợt của rất nhiều anh em đang mong muốn 9000 nhưng không đánh được cây 9000 cũng như là 9000C không. Hôm nay chúng ta sẽ đi đo thông số của em này trước nhé. Sở hữu cho mình một cái nước sơn khá là nổi bật thì 9000D cho chúng ta cái màu cực kỳ chuối. Tiếp theo pha một chút nữa là một chút xanh than. Bốn cái khe thoát gió, đây là đặc điểm nổi bật của dòng Aeronaut từ 4000, 6000, 9000, 8000, 7000 đều có những cái khe này. Nhưng mà 7, 8, 9 thì có 4 khe, còn 4 với cả 6 thì có 2 khe thôi. Ok, thì tôi đã review khá chi tiết rồi thì bây giờ tôi sẽ xin đọc lại. Về phần thông số kỹ thuật, anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về gọi là công nghệ bên trong thì lên fbshop.vn để xem các dòng 9000 nhé. Còn thông số kỹ thuật thì 9000D là một cây vợt cho chúng ta cái độ cứng gần như là cứng. Em có thể nhìn thấy. Ok, tiếp theo nữa đó là trọng lượng 84 cộng trừ 1 gram và điểm cân bằng 314 cộng trừ 2 mm. Tôi cũng đã phân tích 9000D rồi thì 9000D là một cây vợt cho chúng ta cái thân cứng, cái đầu đầm. Nhưng mà cái thân cứng thì thường thường sẽ triệt tiêu cái độ đầm đầu đi, thường thường sẽ là như thế. Nếu mà thân dẻo, có độ dẻo một tí thì nó sẽ tăng cái độ đầm đầu lên, như kiểu 77 xanh chuối của Yonex chẳng hạn thế. Đấy, thì 9000D là một cây tôi đã nhận xét từ trước, đó là công thủ toàn diện. Hôm nay chúng ta sẽ đi đo xong rồi tối nay căng vợt ra sân anh em nhé. Vâng, 9000D cho chúng ta cái trọng lượng là 85.9 gram. Thì nó cũng khá là chuẩn so với yêu cầu của nhà sản xuất đưa ra cho chúng ta. Tiếp theo, điểm cân bằng. Nhà sản xuất cho chúng ta điểm cân bằng là 314 cộng trừ 2. À, cũng khá chuẩn đấy anh em ạ. 309 cho tới 310 mm. Tiếp theo là cái điểm swing của cây vợt. 9000D cho chúng ta cái điểm swing là bao nhiêu? 88.5. Đúng là một cây vợt đầm đầu. Ok. Vâng, thì vừa nãy anh em chúng ta cũng đã đo xong thông số của 9000D rồi. Thì 9000D thì tôi đã làm clip rất kỹ review chi tiết sản phẩm. Mời anh edit có thể chèn thêm cái đường link vào đây để anh em có thể xem 9000D review. Còn hôm nay chúng ta sẽ chỉ đi đo thông số sơ qua thôi và tối nay sẽ phải ra sân. Thì tối nay như em 9000D này thì mình sẽ căng một bộ dây khoảng tầm 11 cân rưỡi ra sân đánh xem là cảm nhận của mình về 9000D nó có chính xác hay không. Khi chưa lên dây thì tôi cảm nhận 9000D thì tôi đã nói trước rồi, 9000D sẽ là một cây vợt công thủ toàn diện. Tại sao tôi đánh giá là công thủ toàn diện? Đầm đầu ok, swing khá là cao nếu mà anh em biết vận dụng lực. Cái thân cứng, tại sao cái thân cứng nó sẽ triệt tiêu độ nặng của đầu? Bởi vì là nếu mà anh em có thể đo
cầm hay là anh em chơi cảm nhận tốt ấy, thì những cái vợt đầm đầu mà thân nó có độ cứng cứng cao á, thì anh em sẽ gần như cảm giác nó sẽ không ít đầm đầu đi. Còn những cái cây vợt nào chẳng hạn như 9000i chẳng hạn mà anh em cầm vào đấy thì anh em sẽ cảm giác được độ đầm đầu ngay, bởi vì là thân nó dẻo. Đấy, một số các cái vợt thân dẻo mà đầu đầm thì thân dẻo sẽ làm cái đầu nó nặng hơn, đầu đầm hơn khi anh em chúng ta chơi. Còn thân cứng nó sẽ ít trợ lực nên là chúng ta sẽ cảm giác là cái đầu nó ít đầm đi. À, thì tối nay anh em chúng ta sẽ ra sân với 9000D. Tất nhiên là tôi đã đánh 9000D nhiều lần rồi, nhưng để chấm điểm cho anh em thì chưa. Nên là hôm nay anh em chúng ta sẽ đi căng vợt ra sân chấm điểm 9000D. Mời anh em xem qua một số đôi nét hình thức 9000D một lần nữa, rồi hẹn anh em ở hồ đền lừ đi thôi. Anh em chúng ta đã đi trải nghiệm xong cây 9000D. Như anh em cũng biết thì thường thường mọi người chúng ta hay nhắc tới là 9000C, một cây vợt thiên công mà nổi tiếng rất nhiều người chơi. 9000 thì đang được Ginting đánh này. 9000i thì là một cây vợt trợ lực nhẹ, phù hợp với cả nhiều đối tượng chơi, người mới tập chơi hay là nữ. Nên là những sản phẩm đấy thường được nói nhiều hơn so với cả sản phẩm 9000D trên tay tôi ngày hôm nay.
À, thì hôm nay nhận xét về 9000D, chúng ta sẽ chấm điểm cho 9000D. 9000D hôm nay thì đây là một cây vợt công thủ toàn diện mà tôi cảm thấy là như vậy. Có cái đầu đầm nhưng đổi lại cái thân cứng, cho chúng ta cảm giác khá là ok trong các pha tiếp xúc cầu cũng như độ chắc chắn của cây vợt. Chấm điểm cho 9000D về tấn công thì 9000D tấn công tôi chấm là 9 điểm. Về lối đánh bắt lưới hay là thủ hay là phản tạt, cây này tuy đầu đầm nhưng cho chúng ta cái thân vợt cứng, cán cầm khá dài, di chuyển linh hoạt, nên khi thủ bắt lưới tôi cảm thấy rất là ngọt ngào. Chấm cho thủ bắt lưới cũng như phản tạt là 8.5. Còn cuối cùng là về trái tay cũng như là phong cầu, thì điểm phong cầu và trái tay của cây vợt này thì chúng ta lại phải tách ra làm hai. Trái tay thì cho tôi cảm giác là thân hơi cứng, trợ nó không được nhiều lắm. Anh em nào phải tiếp xúc khá nhanh thì cầu nó mới đi, còn ví dụ đợi tiếp xúc chậm là rất khó mượn lực. Trái tay thì tôi chỉ chấm 8 điểm thôi. Còn về độ phong cầu thì khi anh em cầm sâu vợt xuống có cái đầu đầm phong rất là tít. Riêng phong cầu cây này tôi cảm thấy rất ngon, 9.5. Vâng, đây là tất cả những cái gì mà tôi muốn nói và chấm điểm cây 9000D. Hôm nay tôi đã ra sân quẩy tưng bừng với 9000D rồi. Không biết là anh em nào chơi 9000D chưa thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới, chúng ta cùng bàn luận nhé. Còn anh em nên nhớ rằng là trong các bộ 9000 thì chúng ta còn một cây 9000D nhé. 9000, 9000C, 9000D và 9000Y, anh em nhớ đừng quên cây vợt này. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em trong các clip sắp tới của FB Shop. Bye bye.